mình bắt chước loài mèo cứ nhá, theo cùng anh mèo 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 mèo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo, ai cho mèo 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 mèo. Ôi nhịp tim em bum bum đập, bay thầm yêu nụ cười xót xa, vì anh yêu em không nói. Ê, ông kia làm gì vậy? Tôi qua tôi coi bà làm gì á. Bộ ông đuôi hay sao mà không thấy? Tôi đi tập thể dục chứ làm gì? Tập thể dục gì mà bật nhạc đùng đùng vậy? Ủa thì liên quan gì tới ông? Bà có biết là lâu lắm rồi tôi mới có một cái ngày cuối tuần mát mẻ mà yên lặng như vậy không? Bà nỡ lòng nào phá vỡ bầu không khí của tôi hả? Ủa cái không gian này là cái không gian chung mà, tôi muốn làm gì tôi làm chứ, bộ ông mua cái xóm này hả? Ok, mà nhớ mà nói cái câu này nha. Ừ. Tôi làm gì kệ tôi. Làm gì kệ tôi, không gian chung mà. Ôi, đồ điên. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Đâu có gì đi theo phá tôi hoài vậy hả? Xe tôi hư tôi sửa. Biến tay mà. Mina với Misaki. Thôi, đang xinh đẹp quay clip cái nè. Ố, chết cha sao rác nhiều quá ta. Nè 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 bà kia. Sao mày quét nhà tôi? Ê, vừa phải thôi nha. Nè, nếu mà cảm thấy rảnh quá thì kiếm cái việc gì có ích cho đời mà làm. Suốt ngày quay qua cái tàu lao xàm xí. Cái gì? Cái gì tàu lao xàm xí? Quay clip là công việc của tôi, có thu nhập đàng hoàng nha. Hơn gấp mấy lần những viên quần chúng nha ông đó. Cái gì? Bà có biết những đại minh tinh trên thế giới này đều xuất phát từ quần chúng không? Gì? Với khả năng của ông á hả? Ảo tưởng sức mạnh quá. Ai thì tôi không biết, chứ với ông á thì mãi là diễn viên quần chúng thôi, không có tương lai đâu ha. Bà mới không có tương lai. Ông không là tôi sao ông biết? Bà không phải là tôi sao bà biết? Dạ ông sao? Bà sao? Dạ ông sao? Dạ ông sao? Dạ ông sao? 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 Trời mưa tôi tha cho ông. Chắc tôi sợ. Để một hồi
sao kỳ vậy, Trang mà. Chết rồi, tôi không thể nào tôi sống trong một cái thân hình kịch cỡm như vậy được. Tôi cũng đâu có muốn sống trong cái thân hình mà nó. Ê nè 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 nè, không được lợi dụng tôi nha, ông kia. Ơi. Nên nghĩ cách đi, trời ơi. Chết tôi. Im đi mà lại chạy hoài, từ từ. Ê, hôm qua tôi với bà đang đứng cãi lộn ngoài này, tự nhiên cái trời gặp một cái vô. Thì sao trời gặp thì liên quan gì? Sau đó ai về nhà nấy ngủ một giấc sáng ra nó như vậy. Thì sao? Thì trời ơi, nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Tôi không biết nào chịu nổi đâu. Nhanh lên, tôi không biết đâu, tôi bắt đợt đó. Bà từ từ đi, bà làm rối quá. Nhanh lên. Trời ơi. À, có cách rồi. Nè, mỗi đứa một đầu. Giờ tôi đếm 1, 2, 3 là nắm vô nha. Rồi, biết rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. 1 2 3 Tôi đổi lại chưa? Đổi chưa, đổi chưa? Tôi có mấy cái trang vậy mà. Ôi trời, phải bao dựng cục cái. Ơi nè nè, ông kia không được lợi dụng tôi nữa nha. Quên, làm gì dữ vậy? Chà, sáng nay tôi phải đi quay. Ôi chết, hôm nay tôi cũng có lịch quay TikTok. Với bộ dạng này làm sao quay đây? Đúng rồi ha, làm sao mà tôi vác mấy cái này đi ra phim trường được. Trời ơi là trời, tôi mắc nợ bà cái gì vậy? Thôi bây giờ tạm thời vậy nha. Sao? Ba đi quay phim cùng tôi. Tôi ở nhà quay cái TikTok đó cho bà. Nhưng mà tôi làm gì biết quay phim, tôi chỉ biết quay TikTok à. Yên tâm, diễn viên quần chúng dễ lắm, vô ta kiểu gì làm đó. Dễ hơn quay mấy cái gì của bà đó đó. Rồi tôi biết rồi, đưa điện thoại đây. Chị? Thì đưa điện thoại đây đi, tôi chỉ em quay TikTok. Nè. Nè, vô cái này nè, rồi bấm vô cái này, chọn nhạc, chọn icon, rồi bấm quay là được. Rồi rồi rồi, nha. Để tôi tự mà. Đi rồi. Lẹ đi, bể xô tôi bây giờ. Rồi rồi, tôi biết rồi nè. Đi đâu á? Thì đi thay đồ. Đồ của này, nói chung là bên nhà kia. Đi lẹ lên. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, nắng gì mà nắng dữ vậy trời. Chị có phải là chị Mina không? À, đúng rồi em. Trời ơi, chị ơi, chị cho em chụp với chị tấm hình nha. Rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ừ. Trời ơi, em coi trên La La School em thích chị lắm luôn á. Cảm ơn em nha. Chị Nisaki. Chào em. Trời ơi, em thích chị lắm luôn á. Facebook em follow với sao vàng của chị lâu lắm rồi. Chị, cho em xin tấm hình nha. Ừ. Chị ơi, em gửi lời mời kết bạn chị lâu lắm rồi á. Chị nhớ chấp nhận lời mời kết bạn Facebook với em nha. Ừ. Em cũng hot fake á. Nhưng mà không hot bằng chị. Mina, đi vô quay với hai em. Dạ. Còn em nữa. Dạ. Sao không vô quay đi, ngồi đây làm gì nữa? Hôm nay mình quay cái gì vậy chị? Mì gõ, biệt đội bánh bèo phần 2. Trời ơi, em cái gì vậy chị? Đương nhiên dây sắt chết rồi. Mina, đi vô liền nha. Dạ. Sắt chết rồi. Cho tôi cái chung thôi nha. Được không? Đi từ đó qua nha. Không này. Bây giờ lại bắt phải nhớ là thấy rồi. Anh ơi. Anh. Hả? Em á thấy là cái cảnh này á, anh cho em đi điều tra xung quanh nha. Mà anh nhớ bắt cận em nhiều nha. Góc mặt của em là góc bên phải á. Nhớ nha. Ok. Dạ. Anh. Hả? Anh cũng phải nhớ cho em đi điều tra xung quanh nhiều lắm nha. Mình phải thu thập nhiều chứng cứ á thì mới thuyết phục được người xem chứ. Mà còn phải bắt cận em nữa nha. Có mặt quay lại bên trái. Bên phải nha anh. Ok em. Được không anh? Được. Ok. Ê, sát chết đâu? Vô. Rồi mọi người ở ngoài nghe nói cái nè. Đầu tiên là hai em khám nghiệm cái xác này trước. Xong sau đó chia ra điều tra xung quanh. Được chưa? Dạ. Ở mọi người thêm ơi. Anh nhớ nha, góc mặt của Ni là bên phải, còn Mina là bên trái nha. Vậy anh? À, quên. Anh ơi, bên phải hết. Gán bắt mẹ em nha. Máy chạy! 3, 2, 1, diễn! Anh ơi! Cái xác
cái gì? Anh ơi, chuyến cắn nữa quá. Rồi ráng chịu xíu đi. Quay lại. 3, 2, 1, diễn. Bà lỗ cha đó. Đứa nào không nói chưa điện thoại? Dạ, điện thoại của em. Em xin lỗi, mọi người. Đạo diễn ơi, con vậy hoài sao mà quay được? Một tiếng nữa là em có lịch live stream rồi đó. Mày. Dạ. Cút. Còn mày, chôn nó luôn đi. Bút người kiểu gì không biết nữa. Ra đóng thế đi. Tôi đến cái xác nào một tiếng mà xình rồi đó. Tôi đợi tao thỉnh nó hay gì? Mày dạy. Diễn. Coi bà nội nó mới làm gì đây trời. Ui, gì làm cái gì tùm lum tùm la vậy nè. Vô quay đại một cái này. Hello các bạn. Các bạn thấy mình hôm nay có đẹp không? Mình thì thấy mình hôm nay rất là đẹp. Meo meo meo. Vậy à? Vậy là xong clip. Tối ngày cứ meo meo meo. Chửi trời, làm cái clip gì mà chửi. Đoạn hậu cái đầu mày. Ừ, tao vô duyên chắc mày có duyên. Fan tao thiếu gì, một hai đứa như mày unfollow tao cũng không thèm. Chấm than, chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Vậy mà chửi. Ủa? Về sớm vậy? Bữa nay quay tốt không? Ờ, cũng được. Ờ. Ủa? Mà sao mặc đồ kỳ cục vậy? Có gì đâu kỳ, mặc vậy mới mát chứ. Trời, mặc vậy mà đi quay TikTok hả? Thì có gì đâu, bình thường mà. Trời, chửi lộn luôn. Thì hồi nãy tôi post clip lên, mấy đứa xàm xí trẻ trâu nó vô nó chửi quá trời. Tôi làm sao để cho bà bị sỉ nhục như vậy được? Tôi có chửi lại chứ. Trời đất ơi, nội dung thì xàm xí, đồ đạc thì kỳ cục, còn chửi fan của tôi nữa. Tôi bị giảm follow rồi nè. Ờ, thì tôi nghe đi, sao không nghe? Người ta gọi sao không nghe trời. Thì làm ăn kỳ cục vậy? Có cái giai sắc chết đóng không xong nữa. Đạo diễn chửi tôi quá trời rồi nè. Từ nay về sau biến luôn nha. Trời đất ơi, mà làm cái gì vậy? Mà có biết là lâu lắm rồi người ta mới kêu tôi đi quay không? Mà làm vậy là chết tôi. Ông làm như cái giai của ông hay lắm vậy? Sắc chết không thoại, mà còn phải gian nắng, còn phải chịu kiến cắn nữa. Thì tôi đóng quần chúng mà. Mà cãi đi, tôi không có cãi với bà nữa. Ừ, không cãi thôi, không cãi. Mà cũng không được nữa. Bộ dạng vậy làm ăn được cái gì vậy? Chỉ có cách là sống chung với lũ thôi. Là sao? Từ bây giờ mình dạy nhau cách sinh hoạt, cách làm việc của nhau, được không? Ừ. À, với một điều kiện, ông phải dọn ở chung với tôi để tôi kiểm soát. Chứ lỡ ông làm gì trên thân xác của tôi sao tôi biết được. Thôi thôi thôi, thôi. Chắc tôi thèm. Ừ. Nè, ông là đàn ông, ông ngủ dưới đất đi.
tôi ngủ trên giường. Nhưng mà thân xác của tôi là con gái, tôi mới ngủ trên giường. Nhưng mà tôi sợ lạnh lắm, ngủ dưới đất tôi không có ngủ được đâu. Nè, nhớ là nắm con mít kia này nghe chưa? Tối mà ông lấn qua đây hả? Là tôi cắt cái đầu của ông luôn á. Thôi, chắc tôi thèm, thèm quá đi. Good night. Dậy, dậy đi. Dậy quay clip kìa. Quay clip vậy? Dậy quay TikTok. Bây giờ quay TikTok rồi, dậy đi. Trời ơi. Hi, hello mấy bạn. Trời đất ơi, ai mà quay như vậy? Bộ không muốn bị tụt follow nữa hả? Chứ sao? Giờ phải ngồi lại đàng hoàng. Con gái lớn phải ngồi đàng hoàng chứ. Ngồi đàng hoàng là ngồi sao? Kéo ngoảy lên. Gì? Kéo ngoảy là gì? Vậy hả? Ừ, đúng rồi. Cái máy không có phải đặt xuống như vậy. Đâu đặt xuống như vậy thấy cái gì nè, nhìn đi thấy gì không? Thấy gì? Không biết cái nọng với cái gì. Xấu lắm. Phải để cao lên như vậy. Đó. Nên nhớ góc mặt của tôi á là góc bên trái. Cho nên là cứ đưa góc trái vô là đẹp. Rồi phải coi background coi nó có đẹp chưa. Vậy hả? Đó. Vậy mới thon gọn. Chỉnh thêm chế độ beauty. Xuất sắc. Đẹp quá vậy? Ừ. Rồi mà quên nữa. Con gái là phải đánh son, hiểu không? Ừ. Tôi rất là hợp với màu son hồng đất. Đó. Rích, rích quá. Đánh son nhưng mà nó đẹp. Đó, bầm môi vô. Rích quá à. Ừ. Quay đi. À mà quên nữa, thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên, ưỡn ngực. Ừ. Được chưa? Rồi, nè, bấm vô cái này. Phiền quá. Tối ngày cứ đi theo hoài à. Bà canh tôi thì tôi phải đi theo canh lại bà chứ. Tôi năn nỉ dữ lắm người ta mới cho đi quay lại đó nha. Lỡ bà phá tôi bị đuổi về nữa làm sao. Em vô quay lẹ đi em. Dạ. Cái gì vậy? Lành quá. Lẹ đi kìa. Hôm nay em quay gì vậy chị? Dài xác chết. Vô lẹ lẹ đi. Nữa hả? Ôi. Nữa cái gì mà đi vô đi. Biết rồi. Cắt. Ốp đồn. Sao nóng dữ vậy nè? Ê! Đừng làm tôi sợ nha, có sao không vậy? Dậy! Ôi! Dậy thôi! Dậy! Ủa? Quay xong hết rồi hả? Ủa? Xong lâu rồi! Bữa nay bà diễn tốt lắm á, đạo diễn khen! Tôi buồn ngủ quá, quên luôn. Trời ơi, bó tay bà luôn, nằm đây mà cũng ngủ được nữa. Thôi! Về! Đi! Ừ! Nè, bà ráng ăn đi cho khỏe. Tôi cảm ơn ông nhiều nha. Có gì đâu cảm ơn. Tôi phải cảm ơn bà mà đúng á. Bà đi quay phim giùm tôi. Phơi nắng cả ngày nên bà mới bị bệnh vậy nè. Thôi ăn đi.
chị cảm ơn em. Em cũng đáng yêu mà. Nói sao ta? Chị cũng vậy. Dạo này bà diễn tốt lắm á, không có bị đạo diễn đuổi về nữa. Có gì đâu, diễn vai xác chết dễ ẹt à, có gì đâu mà khen. Không dám đâu nha, tôi nói cho bà biết, trong nghề của tôi á có một câu, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ, cho nên dù là vai xác chết thì cũng phải cố gắng diễn cho tròn vai. Tôi xin lỗi ông nha, hồi lúc trước tôi không có biết, cho nên là tôi hay mỉa mai cái nghề diễn của ông. Có gì đâu, thì tôi cũng phải xin lỗi bà, tại vì trước nay tôi cũng nói những cái điều không tốt về công việc của bà. Ủa sao không nói gì hết vậy? Tối nay tôi về nhà ông ngủ nha. Tại vì tôi hết đầu mặt rồi. Cái việc gì mà nó làm ra hồn hết trơn. Ừ, lúc nào nó cũng làm trễ deadline của cả team hết á. Tháng nào mà không đạt chỉ tiêu là tại nó không á. Ráng đi, không phải chịu đựng lâu nữa đâu. Ý bà là sao? Tôi nghe được thông tin công ty sắp giảm biên chế. Khỏi phải nói thì cũng biết ai sẽ là người lên dĩa đầu tiên rồi ha. Khoan ngồi. Ủa, sếp, sếp có việc gì giao cho em hả? Cũng có. Đồ đạc của cậu trên bàn lộn xộn quá,
dọn dẹp ngăn nắp lại coi. Dạ dạ. Cái nào của công ty á thì để yên chỗ đó, còn cái nào của cậu thì bỏ vô thùng. À, cho cái thùng đi. Đây. Đây. Nhanh chân lẹ tay, đúng rồi, gom hết bỏ trống. Sau đó xuống nhà xe lấy xe dọt về. Ha. Ủa, hôm nay là thứ hai mà sếp. Sao sếp cho em về sớm vậy? À, kể từ bây giờ cậu không cần phải đi làm nữa. Ủa, làm sao? Là bị đuổi đó. Ủa, sao kỳ vậy? Sao tự nhiên sếp đuổi em? Mà theo luật lao động á thì trước khi bị đuổi á là phải báo trước 1 tháng mà sếp. Ừ ha. Nhắc mới nhớ, chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật. Dạ đúng rồi. Ừ. À, cái đơn thôi việc của cậu tôi ký cả tháng trước rồi. Đây, giữ làm kỷ niệm. Cắm và cút. Sếp. À, tất cả cho một tràng pháo tay tạm biệt. Trời ơi là trời, hôm nay là cái ngày thú thích gì vậy trời. Đôi lúc trong cuộc sống mình phải biết chấp nhận sự thật. Nỗi buồn mà, nỗi khổ mà, đâu chừa một ai. Anh phải biết tự cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Sáng sớm thức dậy thì mở toàn cửa sổ ra và hít một hơi thật sâu. Và tự nhủ với bản thân rằng cố gắng và không ngừng cố gắng. Cố lên, cố lên. Cảm ơn ông anh. Ờ nghĩa gì anh? Mua số cho em đi. Trời ơi là trời, đang thất nghiệp không có tiền không mua. Không đâu anh, hôm nay hả là ngày khuyến mãi đặc biệt, anh mua vé số anh sẽ được tặng một cây bút. Dễ thương không? Trời, tưởng gì, cây bút bình thường thôi có gì đâu. Trời ơi anh đừng coi thường đó nha, đây là cây bút thần kỳ. Ừ. Ê, hôm nay là một ngày tồi tệ của anh. Bị đồng nghiệp coi thường, bị sếp khinh khi, kết quả là anh bị đuổi việc. Sao anh biết vậy? Lý do tại sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là cây bút này, anh xin mày lại may mắn cho anh. Mua giấy số cho em đi, rồi anh sẽ có được cây bút. Nha anh, mua số cho em đi. Thôi, tôi không tin ba cái chuyện này đâu. Đúng là người phàm, không thể nào nhìn thấy được thiên cơ. Cây bút này chỉ có hiệu nghiệm như những người có duyên. Và đặc biệt, thời gian hiệu nghiệm còn tùy vào duyên số của mỗi người. Thôi, ông nói xạo, tôi có tin đâu. Ba cái chuyện vớ vẩn. Anh có quyền thử. Wow, anh dễ thương quá. Tôi sẽ tặng cho anh cái bút và 5 tờ giấy số. Đây, của anh đây. Chúc anh may mắn nha. Giấy số đây anh ơi. Trời ơi, số anh. Không biết có hiệu nghiệm không mà thấy lời được 5 tờ giấy số rồi. Thử tiếp. Gì? Sếp chưa đuổi việc mình mà còn thăng chức tăng lương cho mình nữa. Sếp gọi, sếp gọi. Alo, em nghe sếp. Ủa, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức trưởng phòng mà sao giờ này còn chưa lên nữa? Dạ, nhà em có việc bận chút xíu, em lên trễ chút xíu nha sếp. Bận hả? Dạ. Thì ở nhà nghỉ đi. Dạ, không, em lên liền. Để tôi và các bạn đồng nghiệp làm giùm cho. Dạ, thiệt hả sếp? Thiệt chứ, có bao giờ tôi nói xạo cậu đâu. Dạ, cảm ơn sếp. Cái bút này hiệu nghiệm thiệt. Wow, chúc mừng trưởng phòng của chúng ta đã đi làm lại. Tụi em nhớ anh quá trời luôn á. Không gặp anh một ngày mà như là 24 tiếng vậy đó. Anh ơi, mai mốt á mà có chuyện gì cần nhờ tụi em á thì cứ nói một tiếng là tụi em sẽ làm cho anh nha. Ok tụi em luôn. Ngồi lên bàn luôn đi. Ghét cái
Xin giới thiệu cho mọi người, đây là Linh, con gái của tôi. Xin chào mọi người. Kể từ hôm nay, Linh sẽ là trợ lý của tôi. Chào em, anh là Nam, trưởng phòng kinh doanh. Ba ơi, phòng biệt mới của con ở đâu vậy? Tất nhiên là cạnh phòng giám đốc rồi. Đi theo ba. Dạ. Ê, hết giờ mọi người ơi, về đi. Về. Giờ. Về. Bye bye anh. Bye bye mọi người. Em chào trưởng phòng em về. Ước gì Linh yêu mình thật cuồng nhiệt. Chấm. Anh Nam. Em nè, anh không nhận ra em hả? Linh. Trời ơi, mừng quá à. Thì ra anh có còn nhớ đến em. Mới nãy á, tại vì có ba em nên phải giả vờ lạnh lùng để giữ giá vậy thôi. Chứ lần đầu tiên gặp anh em đã thấy hứng với anh rồi. Cái gì? Em nói gì? À, dạ không. Ý em là em đã có hứng thú với anh rồi. Anh cũng vậy. Lần đầu tiên gặp em là anh đã thấy hứng thú rồi đó. Anh này. Ủa? Mà tan làm hết trơn rồi sao em chưa về nữa? Em đợi anh. Em đợi anh? Mà không phải một mình em đâu nha, còn nhiều người khác nữa. Ai vậy em? Vô đó chị em ơi. Nhỏ nhỏ thôi, anh Nam sợ thì sao? Anh Nam, em không biết từ bao giờ anh đã trở thành một tượng đài trong lòng của em. Mà em không biết làm sao để thể hiện tình cảm của em hết trơn á. Cho nên em lập ra một giáo phái mang tên là Anh Nam Giáo. Và anh chính là giáo chủ. Tụi em sẽ phục tùng anh. Mỗi ngày cứ tới giờ hoàng đạo, tụi em sẽ tế lễ để cầu mong sức khỏe cho anh. Các giáo chủ ơi, tới giờ hoàng đạo rồi, mình tế lễ thôi nào. Hai ba. Mình cưới nhau đi. Em mắc lấy chồng lắm rồi nè. Em nói thiệt hả? Thiệt chứ sao không. Nhìn anh là em thấy hứng rồi à. Cái gì? Hứng nữa hả? À, ý của em là nhìn anh em thấy hứng thú đó. Vậy anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Chúc mừng giáo chủ và giáo chủ luôn nha. Em có cách nào em dẹp luôn mấy bà nội gì mà anh đâu. Mấy bà làm anh sợ quá. Dạ dạ. Hôm nay tới đây vậy được rồi, mốt cái event nữa tôi bút lưới cung, lưới cung. Vậy được chưa anh? Sao vậy? Linh là con gái một của tôi, cho nên sau này tôi sẽ giao công ty này cho nó. Tất nhiên tôi cần con rể tôi là người phải tài giỏi để còn phụ nó đảm đương công việc. Còn cậu, còn nghĩ năng lực của cậu có thể leo lên được cái ghế giám đốc hả? Quang đường. Từ bỏ ý định đó đi. Mọi người nghỉ tay, tôi sắp sửa thông báo một chuyện quan trọng. Kể từ hôm nay, tập đoàn Mèo Đen sẽ được con rể tương lai của tôi là anh Nguyễn Anh Nam toàn quyền phụ trách.
Có nghĩa là anh Nguyễn Anh Nam sẽ là giám đốc nhiệm kỳ mới của tập đoàn Mèo Đen chúng ta. Dạ, cảm ơn giám đốc. Cảm ơn ba. Hai đứa có thích món quà cưới này của ba không? Dạ, thích lắm. Cảm ơn giám đốc. Còn gọi tôi là giám đốc sao? À, dạ. Con quên. À, con cảm ơn ba. Ai đó, vào đi. Chào giám đốc. À, giám đốc ký hồ sơ giùm em. Ở đây nè. À, cô. Ở đây nữa nè. À, cô để tôi ký. Anh có biết á, ngay từ lần đầu gặp anh á là em đã rất ngưỡng mộ anh rồi không? Cô cái gì mà cô? Em tên là Ly. Cô Ly, tôi là người đã có gia đình. Người ta có muốn làm vợ của anh đâu, người ta chỉ muốn là người tình của anh thôi à. Khoan, ký hết giùm em đi. Rồi anh muốn gì em cũng chịu. Ok, anh ký hết. Rồi. Anh, cái hồ sơ này anh coi chưa vậy? Anh đang bận, em coi giùm anh đi. Ai đó? Dạ sếp, có anh cảnh sát kinh tế tới kiếm sếp. Mời anh vào giùm anh đi. Chào anh, tôi thuộc phòng cảnh sát kinh tế. Anh là Nguyễn Anh Nam đúng không? Đúng rồi. Anh Nam, anh đã bị kiện vì tội vi phạm hợp đồng và chiếm đoạt tài sản của công. Là sao? Đây có phải là chữ ký của anh và dấu mộc của công ty không? Đúng rồi. Anh đã nhận tiền nhưng không chuyển hàng cho người ta. Tổng cộng nó có 10 công ty kiện anh. Là Ly. Ly đã đưa tất cả cái này cho anh ký. Anh ơi, ký giùm em mấy cái hợp đồng này đi. Có gấp không vậy em? Dạ gấp chứ. À, mày chắc không gấp bằng anh đâu. Anh gấp về với vợ sắp cưới của anh mà. Có đâu. Em cứ ghen linh ta linh tinh không à. Em biết anh có thương gì của Linh đâu. Anh lấy nó cũng vì gia tài cũng già nó thôi. Em biết á, lúc nào anh cũng thương em mà, đúng không? Đâu ký cái gì anh đưa cho anh ký cho. Ủa, anh không định coi lại hả? Anh không cần coi đâu. Anh coi em là đủ rồi. Hôm nay Ly đâu có đi làm. Cô ấy tắt máy luôn rồi. Mời anh. Cây bút rồi. Mời anh. Tôi bị quan. Đi đâu đẹp mày? Lấy mặc đồ này đi ngủ. Chơi chứ đâu. À, sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi đó. Trời ơi, sao mày khéo lo quá. Tao là một người lúc nào cũng đúng ngày đúng giờ, hiểu không? Lâu lâu sai tháng thôi. Nói với đó giờ có đóng tiền nhà trễ tháng nào không? Thì tao chỉ nhắc thôi. Ê, nay dậy sớm nha. Để nhớ qua thức khuya lắm mà ta. Thì lát bạn gái thôi à. Khó
khó hiểu thiệt. Thằng bạn mình là một thằng lùi, nghèo, ở dơ, học dở, nói chung là không có cái gì bằng mình hết. Vậy mà giờ nhìn nó nhìn mình trời giật. Anh ơi, em tới rồi. Only you. Anh ơi, em có một đồ ăn sáng cho anh nè. Hello anh. Cảm ơn em. Trời ơi, bạn gái của người ta vừa đảm đang vừa hiền dịu. Anh ơi, em có mua đồ ăn sáng cho anh nè. Trời ơi, ước gì. Khoa đâu? Đâu rồi, Khoa? Đây. Trời ơi, đây hả? Giờ này sao chưa thay đồ nữa? Có biết trễ rồi không? Anh hồi quá còn chưa đánh răng nữa. Sao? Dám liếc mắt với ai, trừng mắt với ai hả? Sao không trả lời? Anh khi dễ đúng không? Anh nói chơi. Em đừng giết anh hay sao vậy? Bịt miệng sao trả lời? Giờ bỏ ra rồi đó. Trả lời đi. Sao giờ này chưa thay đồ nữa? Mới 8:10 à, em hẹn anh 9 giờ bộ. Thì tự nhiên thích đi sớm đó. Rồi sao? Ý anh là em sai đúng không? Ừ. Em nói oan cho anh đúng không? Em biết mà. Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi. Ừ. Anh xin lỗi em. Đi lên thay đồ. Anh xin lỗi. Ê! À, tôi không thể nào chịu đó nữa. Khùng hả? Tối không ngủ, la làng la xóm gì ai muốn cho được. Anh xin lỗi. Mày xưng anh với ai đó? Tôi xin lỗi. Không được, mình phải dùng lên, mình phải thay đổi. Quyết tâm. Bí quyết để con gái phục tùng. Là đàn ông phải có nhiều tiền. Có nhiều tiền thì gái nó mới nghe. Chân đâu? Cái gì? Sao? Anh khát nước quá à. Lấy cho anh ly nước. Hả? Nghĩ sao? Dạ, để em đi lấy cho anh nha. Thiệt là hiểu nghiệm mà có tiền là có quyền. Khát nước quá nhanh đi. Nước đâu? Khát nước không? Cái gì? Hôm nay dám bày đặt ra lệnh cho tôi nữa hả? Tôi có tiền. Tiền nữa hả? Dám giấu quỷ đen còn bao nhiêu nữa hết đi.
Hết rồi. Ây da. Còn không? Hết rồi. Ây da. Đưa hết đây luôn. Hết rồi. Thiệt không? Thiệt. Vậy nằm xuống. Nhanh lên. Nằm xuống. Em sao dạ? Sao dạ? Dấu quỷ điên. Dấu quỷ điên. Dấu tiền riêng hả? Ây da. Ây da. Bỏ tay. Em ơi, anh chợt nhớ ra là sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Mấy triệu, anh không nhớ rõ là mấy triệu nữa. 5 triệu phải không? Nè, dư luôn á. Anh nhớ á, là ăn là ăn cho hết, xài là xài cho sạch. Anh á, phải xài hết á. Không thôi, anh có thương em đâu á. Anh thương em mà, anh xài hết mà. Cảm ơn cục cưng của anh nhiều nha. Ôi nhiều tiền quá, tôi kiếm gì xài đi em. Đi xài tiền. Xài tiền. Nhanh cái gì? Hả? Xin lỗi em đi. Anh xin lỗi em. Ây da. Ủa, ây da, anh xin lỗi. Ây da, xin lỗi. Xin lỗi. Thua keo này, ta bậy keo khác. Đàn ông phải có quy. Thời của ta đã tới. Có chuyện gì đó? Có chuyện gì? Có gì đâu. Lỡ trượt tay làm bể hết tấm chén thôi. Tí nữa đi mua khác nha. Đứng lên. Tôi chưa thấy cái cô gái nào mà hư thân mất nết như cô. Cô là cô cái đồ độc ác. Cái đồ tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Tôi không thể tin được. Cô hạ một tháng trời cô làm bởi 50 cái chén, 60 cái dĩa. Cái thứ như cô là cái thứ gì á, không phải là thứ bảy chủ nhật. Mà hôm nay tôi nhất định phải thay trời hành đạo, dạy dỗ cô. Khóc cái gì? Điều hết nổi rồi. Ba, ba, anh Khoa mới vừa chửi con nè ba. Con không ngờ là con xấu xa tệ hại đến vậy luôn á. Con buồn quá, con hối hận quá ba. Hả? Cái gì? Ba muốn chặt tay anh hả? Thôi thôi thôi, ba đừng làm vậy mà. Anh chỉ mới chửi con rồi, anh chưa có đánh con. Hả? Ba đòi cắt cái mỏ anh hả? Thôi 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 đừng, ba đừng làm vậy mà. Hả? Hay là ba chặt chân của anh đi. Chặt chân thôi được rồi, để chừa hai tay lại anh không đẩy xe lăn được. Sao? Vậy hả? Ô tí nữa con gọi lại cho ba nha. Con buồn quá. Khóc cái gì? Có ai làm gì đâu mà khóc. Thì bây giờ bể chén rồi thì đi mua chén khác về. Em xin lỗi em. Mấy mốt anh không dám như vậy nữa. Nhắn lại với ba đi, không ai can thiệp đâu. Gọi lại đi. Chiều cuối cùng là đàn ông phải mạnh trong chuyện phòng the. Rocket Cường Dương hả? Chân hôm nay em có việc bận không sang anh được. Trời ơi, sao bây giờ em mới nhắn
Trời ơi, uống hết một hũ, hai viên. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tao chịu trách nhiệm được. Nhiệm gì? Tao không hiểu mày sao á. Mày nghĩ gì mà mày uống bắt cái tập bậy tập bạ đó. Trời ơi, lỡ mà không có tao á, mày bị khí tồn tại não là mày chết nha con. Thì tao đâu có muốn đâu. Mày có bồ tao cũng có bồ. Bồ của mày gọi dạ bảo dân, còn bồ của tao như là xả dao trong mặt á. Nhưng mà tại mày. Mày sao? Nhìn lại mày coi. Tóc tai mặt mũi quần áo bê bối lôi thôi lết hết. Tao thiệt mày, tao nhìn mày tao còn mặt ối nữa thì nói chi là. Chán ghê. Vậy con mày kiếm cách nào giúp tôi đi. Cái này là bí quyết độc quyền cho nên tao phải giữ bí mật ha. Ê. Bây giờ mày nói không? Mày nói không? Mày điên hả? Bây giờ mày nói không? Mày làm cái gì? Một. Tao sợ quá. Hai. Tao đứng. Ba. Không. Mày nói không? Không nói tao cắt cổ tao á. Tao mà chết thì mày chứ mình mày giết tao thôi. Bây giờ mày nói không? Đừng làm mày. Lấy ra đi. Làm chuyện tập bậy tập bạ không à. Để tao bật mí cho. Bí quyết ở đây là phải đẹp trai. Tính tiền. Tính tiền cho anh. Em ơi. Tính tiền cho anh. À, 10.000 hả? Dạ không, 100. Ok. Đây, của em đây. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn. Em ơi. Em ơi. Ê. Dạ. Dạ, 30 size 189 Hòa Bình, quận Tân Phú. Dạ, chào anh. Anh có đặt lịch trước chưa ạ? Anh đặt rồi. Dạ, cho em xin tên của anh. Nguyễn Đăng Khoa. Ủa mà em ơi, 100.000 đưa tới 7 bước thiệt hả? Dạ đúng rồi anh. Size combo bên em á chỉ 100k với 7 bước. Rửa mặt, massage, hút mụn, chăm sóc da, gội đầu, tư vấn, cắt tạo kiểu, cạo mặt, xả sạch, sấy, vuốt sáp. Wow, đã vậy? Thiệt không em? Wow, đã lắm, thiệt đó anh. Combo bên em chỉ 100k và không thu thêm bất cứ chi phí nào hết. Dạ mời anh vô trong. Ê, cái gì vậy? Xin lỗi. À, dạ không. Dạ anh vô thôi, chứ em vô làm chi. Dạ. À, là... bị quen. Wow. Anh đẹp trai quá. Anh phải là của em. Anh xin lỗi. Mắc gì xin lỗi em? Anh xin lỗi em thôi. Anh đi nha. Mèo. Làm cái gì mà đóng cửa rầm rầm vậy hả?
À, anh xin lỗi, tại vì gió với lại cái đà nó mạnh quá là cái cửa làm cái đùng chứ anh không cố ý thiệt. Anh xin lỗi. Ê, anh không có lỗi gì hết. Đẹp trai là không có lỗi. Em sai rồi, em xin lỗi anh nha. Không phải, này là lỗi của anh. Lỗi của anh đóng cửa lớn làm cho em bị giật mình. Không, em sai rồi, em xin lỗi anh nha. Đây là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Không, em sai rồi, em xin lỗi anh. Dễ thương quá, đẹp trai quá. Đẹp ha, đẹp ha, đẹp ha. Giờ tôi mới biết đẹp trai lợi hại như thế nào. Anh đói bụng quá. Đói bụng má. Có cơm rồi, lát hồi vô ăn liền nha. Anh xin lỗi. Đúng lại chứ bà. Anh xin lỗi bà. Xin lỗi. Tại sao vậy? Tại sao anh có thể để đầu tóc bê bố xấu xí đến như vậy hả? Anh xin lỗi, anh xin lỗi bà. Và hôm qua giờ anh bận quá, anh không kịp chải đầu. Hôm qua giờ? Quá bận hôm qua. Mà nhìn cái đầu cũng như là một tuần vậy đó, con người ngợm kìa. Thôi hát ghê gớm ngay chưa, vậy anh muốn làm sao? Không muốn sao, đừng đánh em mà. Anh xin lỗi bà. Ê, đừng, xin lỗi. Xấu xí quá là cắt tóc đi nha. Em nói rồi. Giỏi dễ sợ. Chị Dung ơi, chị Dung. Hả? Em có ít quà biếu chị ăn Tết. Gì đây? Dạ, nhà em có nấu mấy cặp bánh chưng với lại muối củ kiệu. Em biếu chị ăn lấy Thảo. Củ kiệu ngon lắm chị. Thôi, củ kiệu hôi lắm tôi không ăn đâu. Chị đem về đi. Vậy chị lấy bánh chưng nha, nhà em nấu nên vệ sinh an toàn lắm chị. Nhà tôi á, không có ăn mấy thứ rẻ tiền vậy. Chứ lại sắp tới con Linh nó về á, nó cũng mua cho tôi toàn là hàng ngoại không à. Thôi thôi, đem về đi. Mà bé Linh dạo nãy trên Sài Gòn sao rồi chị? Linh hả? Nói không phải khoe, chứ bây giờ á, nó là người mẫu hạng A trên Sài Gòn. Đi nước ngoài như cơm bữa vậy đó. Đối tác tặng quà cho nó á, nhiều lắm. Toàn là đồ ngoại không à. Nghe cháu nó thành công vậy em cũng mừng. Bữa nào con Linh nó về á, tôi kêu nó đem một ít đồ qua cho mà ăn Tết, để mẹ con chị á biết mùi hàng ngoại với người ta. Dạ em cảm ơn. Ủa, mà nhắc mới nhớ, con Thương đó, nó cũng lên Sài Gòn một lượt với con Linh. Bây giờ công việc làm ổn định không? Hay là quản bám mẹ vậy? Dạ con bé nó cũng có việc làm ổn định rồi chị. Ổn định? Sao không kêu nó gửi tiền về để trả nợ cho tôi? Lương của nó cũng không có cao. Còn tiền em nợ chị để từ từ em trả nha. Nghĩ cũng tội quá ha. Cùng là phận con gái như nhau. Đứa thì được đi đây đi đó, tiền xài không hết. Còn đứa cài đêm cài ngày mà tiền cũng không có nhiều chứ. Ít hay nhiều cũng được. Nó tự lo được cho bản thân nó lại yên tâm rồi chị. Thôi thôi thôi, đi về kiếm tiền trả nợ cho tôi đi. Tôi cũng không nhận đâu, đem về luôn đi. Dạ em xin phép em về trước. Trời đất ơi, bà Hạnh ơi, bà Hạnh. Bà Hạnh. Dạ có chuyện gì vậy chị? Thì còn chuyện gì nữa. Cái đống này là của nhà bà phải không? Ừ, cái gì? Mấy cái thứ rẻ tiền vậy chỉ có nhà bà mới ăn thôi à? Dạ em xin lỗi. Chắc tại chó nó tha chứ em qua em buộc kỹ lắm rồi. Kỹ của bà mà ăn vậy hả? Mà sao biết bao nhiêu nhà chó nó không tha mà tha qua nhà tôi? À, chắc tại hôm bữa nó chê đồ của bà nên bà ghét. Tôi cũng tự hỏi, không biết chó tha hay là bà tha nữa. Chị, em không có ý đó. Chị nói vậy tội em lắm. Tội gì mà tội, cậu mau dọn đi. Dạ em dọn liền. Đúng là cái thứ đã nghèo mà còn có ý thức nữa. Nhanh tay giùm cái. Dạ dạ. Mẹ, con về rồi nè. Bé Linh của mẹ, con về rồi hả? Nhớ mẹ quá à. Mẹ cũng nhớ con nữa. Ủa, sao hôm nay mặt mẹ nhiều nếp nhăn quá vậy? Cũng tại ai kia, ngày nào cũng làm cho mẹ bực bội á, không có nhiều nếp nhăn mới lạ.
Có chuyện gì vậy mẹ? Con nhìn kìa, sáng sớm dục rác tùm lum ngôi nhà mình hết trơn á, con có tức không? Cô Hạnh ơi, cô làm ơn để ý giùm con cái. Hàng xóm láng giềng ở chung với nhau, cô phải biết giữ gìn vệ sinh chung chứ cô. Khu phố mình là khu phố văn hóa mà cô. Cô xin lỗi, cô đang dọn là tí là xong mà con. Cứ bần hàng như vậy hoài, biết khi nào mới ngóc đầu lên nổi chứ. Con cái cưng, sao nhiều đồ quá vậy? Cái này là quà của đối tác tặng cho con đó mẹ. Nhiều đây có lãi gì đâu. Còn một mớ con gửi nhà xe đang chuyển về đó. Vài ngày nữa là tới à. Con cái cưng. Thôi cô vô nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ dọn cơm cho con ăn. Dạ. Chứ đứng đây một hồi chắc con bị viêm mũi luôn quá. Thôi vô con ơi. Dạ. Ra đón. Không có mẹ bất ngờ mà. Thôi mẹ nghỉ tay đi, con làm cho mẹ nha. Thôi 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 thôi, đi vô rửa mặt đi, mẹ dọn cơm hai mẹ con mình ăn nha. Dạ. Bà Hạnh ơi, bà Hạnh. Chị. Nhà gì mà bụi bặm hôi hám dữ vậy? Nhà như vậy mà cũng ở được nữa hả? Ủa Thương, con mới về hả? Dạo này khỏe không con? Dạ con cũng khỏe, cảm ơn cô. Chị Dung, chị qua tìm em có chuyện gì hả? À, tôi với bé Linh á đem ít quà Tết qua cho mẹ con chị. Quà thì nhiều quá, xài không hết, bỏ rồi cũng uổng. Cô nói gì vậy? Con. Mẹ. Em cảm ơn chị. Đồ ngoại chắc mắc tiền lắm, nên em không dám nhận đâu. Nghèo còn mà đặt làm cao. Ủa, Thương, mày đi làm bao nhiêu năm nay sao mày không tích góp xây lại căn nhà cho mẹ mày? Mày để mẹ mày ở căn nhà như thế này, mày không thấy xấu hổ hả? Thương à, con không thấy xấu hổ, chứ mẹ con thì có đó. Con thấy đâu có gì đâu xấu hổ cô. Nếu như cô không thích á, thì mẹ mốt cô đừng qua đây nữa. Mày dám dở cái giọng điệu nói chuyện với ân nhân của mày vậy hả? Một cái thứ nghèo hèn còn cháu đá bát nữa. Ân nhân? Cô nói vậy là sao? Thì cái lúc mẹ mày bệnh, qua mượn tiền của tao. Nếu như tao không rộng lòng á, thì giờ này mẹ mày đã lên bàn thờ ngồi với ba của mày rồi, chứ không có ngồi đây nói chuyện với mẹ con tao đâu. 20 triệu đằng đó. Mẹ, mẹ bệnh hồi nào sống đây con biết. Trời, Thương, mày tệ thiệt á. Mẹ mày bệnh mà mày cũng không biết luôn hả? Hồi đó con mới lên Sài Gòn, làm gì có tiền. Nói ra mẹ sợ con lo, nên mẹ mượn cô Dung, rồi xoay sở trả sau. Rồi tiền hàng tháng con gửi cho mẹ đâu, sao mẹ không đem trả cho cô Dung đi? Mẹ cất chứ không có dám xài, lỡ sau này con có chuyện còn có cái mà xoay sở. Mẹ à, tiền đó là con cho mẹ mà, mẹ có lấy xài đi. Không sao, mẹ lo được. Chị xoay cũng lâu rồi đó, rồi chừng nào mới trả cho tôi? Cô Dung à, cảm ơn cô thời gian qua giúp đỡ cho mẹ con. 20 triệu đúng không? Để con trả cho. 20 triệu 4 năm lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ tổng cộng là 100 triệu. Trời, cô ơi. Chị. Mẹ ơi, người ta không có khả năng thì coi như là mình bố thí đi, có bao nhiêu đâu. Qua Tết con ký được hợp đồng với một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, lúc đó mẹ muốn bao nhiêu mà chẳng được. Hơi đâu mà cần ba cái thứ tiền nhỏ nhặt của người ta. Con cái cưng của mẹ giỏi quá à. Dạ, chào cả nhà. Ủa, anh Quân, sao anh biết em ở đây mà tìm em vậy? Mẹ, đây là anh Quân, người đại diện của hãng mỹ phẩm mà ba Tết con ký hợp đồng đó. Ủa, em cũng ở đây hả? Trời, anh nghĩ sao mẹ mở ở đây vậy? Cái nhà như cái chuồng heo vậy, chỉ cho những người hạ đẳng ở thôi. Nhà của em bên kia kìa, đó, cái nhà to to xinh xinh bên kia đó anh. Mà
anh tìm em để ký hợp đồng hả? Anh đâu có tìm em đâu. Ủa, anh không tìm em vậy anh tới đây làm gì? Anh tới đây giao quà cho chị Thương. Nói là cái gì của anh mà anh giao quà cho nó? Trời đất ơi, em nói gì vậy? Chị Thương là tổng giám đốc của anh đó. Chị Thương, quà của chị. Ừ, mang cho mình chị nha. Dạ. Vậy làm sao? À, chị Thương. Ngồi đi em. Dạ. Sẵn có mặt anh giới thiệu chị luôn. À, đây là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm sắp tới của mình. Ủa mà hình như là chị với Linh quen nhau hả? Ừ, quen. Làm sao mà có thể như vậy được? Nếu là tổng giám đốc, tại sao ở căn nhà như cái chuồng heo lại còn ăn mặc bằng hàng nữa? Căn nhà này là chuồng heo đối với hai người, nhưng nó là nhà tổ mà ông bà và ba tôi để lại cho mẹ tôi. Tôi thuyết phục cách mấy thì mẹ tôi cũng không đồng ý tu sửa hoặc dọn đi chỗ khác. Còn cái chuyện quần áo á, thì tôi và mẹ tôi đều không chú trọng. Chúng tôi chỉ chú trọng việc trau chuốt cái nhân cách của mình thôi. À, cô đúng là có mắt như mù mà. Cô không ngờ á, con này thông minh tài giỏi như vậy. Mà chuyện lúc nãy á, cô với ông bé Linh cô không có ý xấu gì đâu. Chỉ là muốn thúc đẩy hai mẹ con cải thiện trong cuộc sống thôi à. Mong con với mẹ con á, đừng có hiểu lầm ý tốt của cô với ông bé Linh. Còn cái vụ tiền lời á, cô cũng không có lấy đâu. 4 năm cho 100 triệu thì cũng hợp lý mà đúng không mẹ? Cậu Quân. Dạ. Ký giùm tôi tờ xét trị giá 100 triệu. Dạ. Cho cô Dung đây. Đồng thời hủy tất cả hợp đồng liên quan của Linh cho tôi. Dạ chị. Dạ chị ký giùm em. Dạ rồi. Của cô. Năm hết Tết đến rồi, con cũng có vài điều muốn nói với cô và Linh. Sống ở trên đời á, phải biết mình là ai. Đừng có suốt ngày lấy đèn soi vào bóng mình của trên tường, rồi tự ảo tưởng mình là to, là vĩ đại. Ở đời không ai nói trước được chuyện gì cả. Đừng có khinh thường người khác. Thành công và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những người không biết được vị trí của mình đâu. Hai người có thể về được rồi đó. À, còn đồ nữa nè. Ủa, tặng quà mà đem về thiệt hả ta? Trời ơi, mấy chị nói mấy câu nghe hay quá luôn mấy chị. Thôi, bây giờ mình ăn cơm nha mẹ. Cậu Quân, thôi dạ. Ăn luôn nha. Dạ chị, dạ chị. Đúng rồi. Ha, đi, mẹ mẹ xuống dọn cơm hãy dạ. Ăn nha. Tôi lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon vui là chính và những điều hay ho make anh make em chưa người yêu đang sau lo thì đừng ngại dù chi đến đây xem cha nồng mì cô làm mình cười vui nhớ đi để chi được sâu thẳm sẽ